Chân trọng kính chào quý các thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, 6 tây, 26 tây tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay chúng tôi có đưa tin là ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, đã có một cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc. Và các cuộc điện đàm này kéo dài gần một tiếng đồng hồ và cả hai bên đều cho biết đây là một cuộc họp rất là có những cái triển vọng khả quan bên phía Hoa Kỳ mặc dù không theo Hoa Kỳ nói là Hoa Kỳ không biết trước cái cuộc nói chuyện này nhưng mà ông nói đây bên phía Hoa Kỳ nói rằng đây là một điều tốt. Ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ phân tích cái chuyện vấn đề Ukraine và Trung Quốc nói chuyện với nhau sẽ có một kết quả nào đó hay không và vai trò của Trung Quốc trên trường thế giới bây giờ là gì. Đó là chủ đề anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị. Ngày hôm nay xin chào anh Đỗ Dũng. Chào mai Phi long một kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, cái cuộc điện, cái cú điện đàm sáng ngày hôm nay được chờ đợi rất là lâu, từ lâu uh, ít nhất là hơn một năm qua kể từ khi nga xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, uh, nó cũng được dự trù là xảy ra vào hồi tháng 3 khi bộ tộc cận bình qua Moscow thăm ông Putin, nhưng uh, vì lý do nào đó nó không xảy ra cho đến bây giờ thì sáng nay chương trình sbtm Morning chúng tôi đã có cái đưa tin sơ sơ quý vị rồi kết quả của nó là hai bên đều hài lòng và bên ông tập cận bình nói sẽ gửi một cái gọi đặc sứ hòa bình sang bên ukraine để nói chuyện tìm ra một giải pháp cho cuộc chiến tại đây để quý vị biết thêm nữa là cuộc chiến ở tại đây thì nó đã kéo dài hơn một năm và hai bên không có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ lùi lại và hòa đàm giữa Ukraine và Nga coi như là bế tắc không có lối ra họ đã có vài vòng đàm phán ở bên thổ nhĩ kỳ ở cấp gọi là thứ trưởng và thậm chí ngoại trưởng nhưng mà không đi về đâu cả thì hồi tháng 2, ở Trung Quốc có đưa ra một cái đề nghị 12 điểm thì hầu như bị tất cả mọi nơi trên thế giới phản đối, ngay cả nga cũng phản đối luôn và ukraine cũng phản đối. bên phía ukraine thì đưa ra 10 điểm thì đương nhiên cũng bị nga phản đối và cái điểm mấu chốt trong cái chuyện này hiện nay là như thế này. bề mặt đó thì chúng ta thấy là tất cả các giải pháp nào cũng đều rất khó. Ở bên nga thì bán chính thức mà nói là họ muốn giữ lại cái phần đất mà họ đã chiếm đóng của Ukraine. Thứ nhất là cái bán đảo Crimea, họ lấy năm 2014. Thứ nhì là bốn cái vùng, bốn cái tỉnh phía đông ở tại Ukraine mà quốc hội Nga đã thông qua coi xác nhập vào với lại Nga. Nga rõ ràng không muốn trả lại những phần này. Về phía Ukraine trong 10 điểm của họ thì họ bảo là bất kỳ một cuộc thương thuyết nào thì cũng phải rút ra trước cái đã và trả lại cái biên giới của năm 1991 khi mà Ukraine tách ra khỏi Nga. Đó là trả lại cả bán đảo Crimea. Đó là cái bế tắc. Đã. Thế bây giờ ông Tập Cận Bình, ông muốn làm cái chuyện sứ giả hòa bình. Thì thưa anh Long, bây giờ chúng ta nói về cái đầu tiên, về phía ông Tập Cận Bình, ông có thể làm được gì? Rồi chúng ta sẽ nói về hai cái nhân vật kia, và rồi Mỹ và các nước khác nữa. Đầu tiên ông Tập Cận Bình, ông có thể làm được gì trong chuyện này để gỡ được cái mớ bồng bong ra hai bên nhất định là nga không chịu rút lui ờ, ukraine không chịu nghĩa là nhường đất ít nhất là cho đến giờ phút này nếu anh làm tập cận bình thưa anh bây giờ làm gì đây thưa quý vị trước khi nói ông tập cận bình có làm được gì chúng ta cần phân tích là cái tầm ảnh hưởng của ông tập cận bình trong cái vấn đề mối quan hệ giữa trung quốc và nga như thế nào và mối quan hệ giữa trung quốc và ukraine như thế nào với Nga thì thưa quý vị chúng ta biết rằng nếu không có Trung Quốc thì ông Putin không có thể nào mà kéo dài thêm được cuộc chiến. Trong khi Hoa Kỳ và khối Tây Âu coi như tìm mọi cách là cấm vật Nga đặc biệt trong cái lĩnh vực là nhập cản các, các gọi các là vấn đề năng lượng của Nga như là khí đốt như là dầu hỏa. Nga chỉ đóng góp khoảng chừng 10% trữ lượng gọi là xuất cản dầu hỏa trên toàn thế giới nhưng mà nếu thiếu hụt đi cái nguồn cung cấp năng lượng này, Nga cũng rất là mệt mỏi. Nhưng Nga lại có Trung Quốc là hốt hết những cái mớ năng lượng đó bằng một cái giá nào đó. Nhưng mà với cái số tiền mà Trung Quốc mua năng lượng của Nga thì phải nói là Trung Quốc tiếp cuộc hà hơi tiếp sức cho Nga. Và trong thời gian vừa qua khi toàn bộ thế giới châu Âu và Hoa Kỳ không mua hàng của của Nga thì Trung Quốc lại là quốc gia mua hàng hóa của Nga và đồng thời Trung Quốc là quốc gia nhập lại những gì mà Nga không có từ những cái sự cấm vận của Âu Châu. Cho nên phải nói rằng vai trò của Nga vô cùng quan trọng về các vấn đề kinh tế. Xin lỗi quý vị, vai trò của Trung Quốc vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế của Nga trong thời chiến này. Và nói về cái vị thế trên chiến trường, trên chính trường thì chúng ta phải nói nga và trung quốc bắt tay nhau với mục đích lớn nhất là một cái thế đối trọng với lại hoa kỳ để tranh giành ảnh hưởng đây là một cái liên minh mà phải bắt tay với nhau để mà chống lại một cái lực lượng rất lớn là hoa kỳ thì đây là cái mối quan hệ giữa hai bên cho đến giờ này chúng ta thấy rằng trung quốc chưa bao giờ có một cái lời lên tiếng chỉ trích ông cuộc chiến mà ông Putin gây ra với Ukraine, mặc dù trên toàn cầu chúng ta biết rằng là đây là một cái chuyện sai trái, và cá nhân ông Putin khi tòa án quốc tế gọi là truy tố ông và ra lệnh truy nã bắt ông, thì Trung Quốc đáp lại lời của quốc tế bằng cách là ông Tập cận bình sang thăm chính thức ở bên nga. đương nhiên cái chuyện này ông Tập cận bình cũng có một cái áp lực rất đáng kể đó là họ muốn đóng một cái vai trò một gọi là siêu cường có thể mà dàn xếp những chuyện ở trên thế giới và trong những ngày vừa qua chúng ta chứng kiến rằng Trung Quốc họ đã làm được chuyện này qua cái chuyện họ là người đứng trung gian hòa giải giữa hai cự hai gọi là tiểu cường trong khu vực Trung Đông mà khu vực nóng nhất hai tiểu cường đó là Ả Rập Saudi và Iran hai bên coi nhau là kẻ thù, bảo biết bao nhiêu thập niên vừa qua, nhưng mới đây Trung Quốc lại là quốc gia đứng hòa giải để hai quốc gia này bắt tay thiết lập một cái mối quan hệ ngoại giao, và đây là một cái chuyện phải nói là ngỡ ngàng cho nước Mỹ. chuyện này ngỡ ngàng nước Mỹ có một dịp khác chúng tôi sẽ nói nhưng mà trở lại câu chuyện là Trung Quốc muốn đóng một cái vai trò đàn anh trên trên thế giới. bây giờ cái vấn đề mà nóng nhất hiện tại đó là cuộc chiến nga và ukraine thì Trung Quốc muốn đứng đóng một cái vai trò đó và ông Tập Cận Bình chúng ta thấy là khi mà ông qua bên nga cách đây một tháng thì ông Zelensky mặc dù đang đã lòng binh vô cùng gọi là cần thiết ông vô, Ukraine vô cùng cần Hoa Kỳ nhưng ông Zelensky cũng đánh tiếng mời ông Tập Cận Bình đến Ukraine lúc đó ông Tập Cận Bình không trả lời nhưng bây giờ chúng ta biết rằng là họ phải có những cái tính toán Bây giờ hai bên mới nói chuyện với nhau sáng ngày hôm nay. Thì ông Tập Cận Bình cũng rất muốn đóng vai trò của một người làm môi giới hòa bình ở khúc này. Mà nếu chúng ta nói quan hệ của, giữa Nga và Ukraine, họ có những quan hệ phải nói rất cũng xin lỗi giữa Trung Quốc và Ukraine họ cũng có những mức quan hệ rất là đặc biệt trong thời gian trước trước khi chiến tranh xảy ra Trung Quốc là quốc gia có một cái ngoại thương lớn nhất với lại Ukraine so với tất cả các quốc gia khác và nếu quý vị đi xa hơn chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc là chiếc Liêu Ninh à, chiếc Liêu Ninh này khi Trung Quốc mua lại là lúc đó nó đang nằm ở tại Ukraine cái bộ cái máy để chạy con tàu này là Trung Quốc phải mua từ Ukraine một số các máy bay mà nga bán cho Trung Quốc Trung Quốc về nhái lại Trung Quốc phải mua cái động cơ do Ukraine chế tạo, cho nên phải nói rằng là Ukraine cũng có một mối quan hệ rất là đặc biệt với Trung Quốc. Nhưng vì Trung Quốc phải bắt tay với Nga là vì cái thế toàn cầu chống lại Hoa Kỳ. Trở lại câu hỏi của anh Đỗ Dũng, ông Tập cận bình liệu ông có nói được cái chuyện gì? Ông có thể nói được, nhưng mà ông nằm trong cái thế phải nói vô cùng khó. Làm sao ông thuyết phục được ông Zelensky? chấp nhận một số điều kiện của ông Putin để mà vút mặt cho ông Putin tiến hành một cuộc chiến tranh chết phải nói rằng là con số binh lính nga chết cả chục ngàn hay là cả trăm ngàn để rồi không được cái gì rút con về không được cái gì thì ông Putin đòi hỏi rằng là ít ra là tôi cũng thôn tính được bốn cái vùng đất mà tôi đã tôi đã chiếm nhưng mà ông Zelensky thì không thể nào ở trong cái vị trí mà chấp nhận một cái điều kiện như thế. Bởi vì tính theo lịch sử của Ukraine, nếu mà ông Zelensky mà chấp nhận một cái thỏa ước mà ngừng chiến tranh để mà mất đất trong cái lúc mà trên mặt chiến trường người Nga không thể không có nắm được cái lợi thế thì ông Zelensky sẽ là tội đồ lịch sử của lịch sử Ukraine cho nên cái vai trò của ông tập cận bình trong lúc này làm sao thuyết phục được ông zelensky cũng phải có một số nhượng bộ nào đó với nga còn với nga thì thưa quý vị ông tập cận bình cũng biết rằng có ông có một cái thế mạnh rất lớn là ông là người hiện tại bây giờ đang hà hơi để mà nuôi sống ông putin nhưng ông putin có một cái kho nguyên tử khổng lồ và ông putin cũng phải có một cái gì đó mà ông tập cận bình trong cái sự cư xử phải bút mặt nể mũi cho nên cái chuyện mà chúng tôi thấy ở đây cái vấn đề ông tập cận bình muốn dàn xếp chuyện này thì ông phải làm sao thuyết phục được ông zelensky phải nhượng một bước thưa anh Dũng ờ, có vẻ như là không nhượng được à, nãy anh Long nói về phần ông uh, ông tập cận bình bên phía ông zelensky ấy, thì trong cái cuộc uh... Nói chuyện ngày hôm nay ông cũng khẳng định một lần nữa là cái tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là không thay đổi. Trong cái khung mà 1991 khi mà Ukraine tách ra khỏi Nga và tuyên bố độc lập. Đó là cái trong cái tuyên bố uh, mà bên ông Zelensky đưa ra. Uh, trong tuyên bố này thì nói rằng là cái cuộc điện đàm này có thể là một cái cách mà để mà một cái tạo ra một cái sự hợp tác có thể để mà thiết lập một cái thỏa hiệp hòa bình công bằng và có thể được chấp nhận cho Ukraine cho Ukraine nha thế thì bây giờ thưa quý vị đó là ông Tập Cận Bình còn ông Zelensky thì như chúng tôi nói đó là ông khẳng định một lần nữa là không thay đổi cái lời cái điều kiện đưa ra nhưng mà trong ngoại giao thì thưa các vị, tuy là nói như vậy, nói như vậy là nói với người dân Ukraine nhưng mà nếu mà khi kẹt quá thì ông Zelensky cũng phải lùi bước chứ không thể nào mà được mọi thứ ông muốn được. mới khó cho ông Zelensky hiện nay đó là như thế này, cái cuộc điện đàm của ông tập cận bình á, diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Jens Stoltenberg tổng thư ký của Liên hợp quốc, ở à, tổng thư ký của NATO thăm Ukraine và ông đã tuyên bố tất cả các nước NATO ủng hộ Ukraine vào NATO. Đây là cái điều quan trọng. Quý vị nên nhớ từ khi cuộc chiến xảy ra hơn một năm, hầu như tất cả các lãnh đạo của phương Tây và NATO đều đến Zelensky, đều đến Kiev. Ngoại trừ ông Johnson là cái người cuối cùng đến. Mới đây, cách đây vài ngày. Đúng không? Khi ông đến, tức là khi mà ông phát biểu là ông đã biết được là các quốc gia trong NATO ủng hộ Ukraine vào. <laughs> Chỉ có một cái anh là anh Hungary thì anh bảo cái ông uh, Thủ tướng uh, Oban đó. Hôm đó ông tweet ra bảo what. Tức là ông chưa thấy cái bản thông cáo nội bộ của NATO cho biết bởi Hungary là một thành viên của NATO. Nhưng mà ông John Stolberg ông khẳng định là chuyện này rồi sẽ Giải, giải quyết được thôi, không có gì cả Thì cái này nó đóng Cái vai trò quan trọng như thế nào Đối với quan điểm của ông Zelensky Trong cái chuyện mà nói chuyện với ông Tập Cận Bình Chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau một quảng cáo Xin quý vị đừng là màn hình SPT. Cảm ơn quý vị những màn hình của đài truyền hình SPTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Sở tin Chúng tôi đang nói về cái cuộc điện đàm sáng ngày hôm nay giữa ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc và ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống của Ukraine để có thể tìm một giải pháp hòa bình cho đất nước này sau hơn một năm bị Nga xâm lặng. Thì nay anh Long đã nói về cái vai trò của Tập Cận Bình. Tôi đang nói về cái vai trò của ông Zelensky. Thì ông lại một lần nữa hôm nay khẳng định là cái tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là không thể uh, thay đổi Và ông cũng nói luôn Không ai muốn hòa bình hơn là người dân Ukraine Nhưng đồng thời Chúng tôi cũng phải bảo vệ Các lãnh thổ của chúng tôi đó. Thì hồi nãy tôi có nói với quý vị Đó là cái quan điểm không thay đổi của Zelensky Nhưng mà đến một lúc nào đó Có thể thay đổi Có thể thôi Nhưng hiện nay là rất khó là bởi vì Cái chuyến thăm của ông Josenberg, Tổng thư ký NATO hồi tuần trước đó. và cho thấy rằng là gì sau khi phần lan vào nato nga không có phản ứng gì cả trước đó nga chém gió dữ dội quý vị nên nhớ một điều một trong những lý do mà ông putin đưa quân xâm lăng ukraine ông bảo là bởi vì nato âm mưu đưa ukraine vào cái khối này và sát biên giới với lại nga và mới đây ông thừa nhận là cái điều đó chính là một trong những lý do mà ông xâm lăng ukraine Thế thì ông cảnh cáo nữa Phần Lan thì điện mà vào là sẽ phải trả giá thì Phần Lan vào rồi Ban đầu cũng bị Thổ Nhĩ Kỳ cản trở Nhưng cuối cùng Thổ Nhĩ Kỳ đạt được các thỏa thuận với lại Phần Lan Bây giờ biên giới của NATO với lại Nga tăng thêm hơn 1 cây số nữa rồi ông John Thái Bớt có bảo là chuyện Thủy Điển bây giờ đang bị cũng vướng mắc với Thổ Nhĩ Kỳ nhưng mà tháng 6 này chúng tôi sẽ giải quyết được. Như vậy là NATO sẽ lên là 32 thành viên chứ không phải 31 như hiện nay. Và bây giờ ông đích đưa luôn cả Ukraine vào. Thì bây giờ nếu ông Zelensky bảo nếu mà Ukraine vào NATO thì Ukraine sẽ rất là, rất là mạnh. Bởi vì lúc đó Ukraine được tính trong Article 5, tức là khi Ukraine bị tấn công thì các quốc gia NATO có quyền bảo vệ. Và khi Ukraine chính thức vào NATO thì có nghĩa là gì? Quân đội NATO đưa vũ khí, đưa quân đội vào Ukraine thì hợp pháp. Đó là mình nói trên giấy tờ thôi. Tất nhiên cái này chưa thể xảy ra Sẽ còn nhiều cái chuyện khác nữa Nhưng mà chắc chắn Nga sẽ có phản ứng Liệu nó tạo ra một thế chiến thứ ba hay không Hay một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và lại Nga hay không Hiện nay là NATO với Nga không có Nhưng mà các cái báo cáo gần đây Đặc biệt là những cái tài liệu mà rò rỉ trong ngũ giác đài cho thấy là Mỹ và cả NATO cũng đã có cố vấn ẩn ở trong Ukraine rồi Chứ mà là không có mà tin được anh không đưa người qua đúng không à. thì cái chuyện mà ông Zelensky, ông 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 johnson đó đến thăm kiev vào tuần trước đó nó có thể là làm cho ông Zelensky cứng lên nữa tôi là không chịu lùi bước tức là đây là bây giờ nếu mà tôi cứ kéo dài chuyện này cho đến ngày tôi vào đây tôi thì là ông putin mà, thì đó là cái phía của ông Zelensky. bây giờ về phía ông nga ông putin xử sự, sự sao chuyện này đây đang là một ông bạn của tụi mình tôi vừa mới sang thăm anh là cách đây là vài tuần tôi hoan hô anh tôi ủng hộ anh vân 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 tôi không chỉ trích anh tôi không thèm nói chuyện với kẻ thù anh bây giờ tôi nói chuyện với kẻ thù anh đương nhiên là điện kremlin đang rất là lúng túng và đang xem qua tình hình như thế nào thưa anh bây giờ vai trò của putin trong cái chuyện này quyết định như thế nào trong chuyện này để có thể tìm giải pháp vào mình mà không mất mặt với nga trong chuyện này là như thế nào vậy? có thể làm được không đây là một bài toán khó tính cho ông putin nếu mà ông chịu mất mặt thì thưa quý vị, rốt cuộc là hàng chục ngàn binh sĩ sinh mạng của binh sĩ Nga bị chết trong cái cuộc chiến này vô nghĩa và ông Putin sẽ là kẻ thù của những bà mẹ, của những người vợ, của những đứa con của những người lính đã chết. Như thế thì là mất mặt quốc thể và mất mặt luôn cái vị trí lãnh đạo của ông Putin. Thì phải nói ông Putin đang đứng trước một cái tình hình vô cùng khó là bởi vì cái ông bạn vàng Trung Quốc, cái người mà ông Putin hiện tại dựa vào để mà sống. Nếu mà Trung Quốc cứ im lặng trong cái chuyện cuộc chiến Nga và Ukraine, thì Trung Quốc họ cũng không đạt được cái điều họ muốn là chúng tôi muốn trở thành một siêu cường, một đàn anh của thế giới. Và khi muốn làm đàn anh thì thưa quý vị, quý vị phải có biết một cái điều rất lớn. Thứ nhất là đàn anh phải chi đàn anh phải tỏ ra mình có một cái uh, tư cách đạo đức nào đó để cho những người khác dựa vào những cái những cái tiểu quốc nhỏ nhỏ mà dựa thì chuyện nó cũng cũng sạm bình thường tôi là đàn anh thì tôi phải dính vào những chuyện mang tầm cỡ toàn cầu thì tôi mới khẳng định vị thế và chuyện nga ukraine cuộc chiến đó là một cái cơ hội rất lớn của ông tập cận bình ông cần phải xen vào và ông cần phải là cái người tuyên bố rằng tôi giải quyết được vấn đề này. Thì ông Putin biết rõ ràng là cái vai trò là như thế. Thì bây giờ đối với ông Putin làm sao tôi có thể gọi là ngừng cái cuộc chiến này ở trong một cái vị thế mạnh. Chuyện mà tôi tiếp tục giữ đất là cái chuyện mặc dù là phi lý nhưng cái đó là mặt mũi của tôi ít ra tôi sẽ tuyên bố tôi mở rộng được bờ cõi nhưng đây là một cái cục xương mà bên ukraine họ không bao giờ họ từ bỏ bởi vì đó là lãnh thổ của tôi thì ông putin có thể phải đưa ra một cái sự trao đổi nào đó chúng ta chưa có thể hình dung được ngay trong lúc này một rằng ông có thể áp lực bên phía ông zelensky bên phía người ukraine coi như chính thức họ mất luôn cái bán đảo crimea một cách chính thức họ phải thừa nhận chuyện đó và cái chuyện này chúng ta cảm thấy có một cái hơi hướng chỉ mới cách đây vài ngày thôi chắc quý vị cũng còn nhớ là ông đại sứ của trung quốc ở tại pháp tuyên bố rằng là quan điểm của ông là chỉ công nhận các vùng lãnh thổ thời xô viết đây là một cái chuyện phải là cực kỳ phi lý và đương nhiên một cái chuyện cực kỳ phi lý như thế ông đại sứ của trung quốc tại pháp ông không có thể nào mà phun ra một cách bừa bãi có lẽ rằng đây là một cái sự tính toán hay là một cái tuyên ngôn nào đó của phía trung quốc mặc dù sau đó trung quốc họ cũng nói rằng đó là quan điểm riêng của ông đại sứ đó thôi nhưng cho đến bây giờ quan điểm riêng đó mặc dù ông phun ra như vậy trung quốc cũng chưa có là triệu hồi ông đó về bắc kinh để mà sửa phạt thì có lẽ rằng họ muốn đánh tiếng một cái chuyện gì đó hay chăng có thể ông putin đưa ra một cái lá bài ít nhất là cái phần đất crimea ngày xưa do ông brezhnev cho bên ukraine thì bây giờ nga lấy lại để mà gỡ mặt cho ông putin có thể đây là một cái giải pháp mà ông tập cận bình và ông putin có thể đưa ra mà bên phía ukraine họ có thể là ngậm đắng nuốt cay để mà chấp nhận thôi. Vâng, đó là ba cái nhân tố chính trong cái chuyện câu chuyện này là ông Tập cận bình, người sáng nay nói chuyện với lại ông Zelensky, cũng như ông Zelensky và Putin. Thế còn các nước khác trong khối NATO, Liên Âu và Hoa Kỳ thì sao? Sáng nay khi mà nghe cái tin này thì ông Tổng thống Phần Lan tuyết ra nào, tuyệt vời. Ông Tổng thống Pháp Macron thì Nghe nói là cái người cũng rất hài lòng vì ông chính là cái người đã dàn xếp để cho ông uh, Tập Cận Bình điện đàm với ông Zelensky. Ông cũng hài lòng và trước đây khi ông qua thăm bên uh, Trung Quốc á, thì khi đi về ông cũng bảo là bây giờ làm sao ông cũng gây áp lực với ông Tập Cận Bình. Làm sao để cho ông put bên Nga và Ukraine ngồi lại với nhau. Thì đây là cái bước mà có thể nói là tích cực. Và như tôi nói sáng nay, hai bên đồng ý là ông Trung Quốc sẽ gửi một đặc sứ đến Ukraine và Ukraine sẽ bổ nhiệm một đại sứ ở tại Trung Quốc. Trung Quốc sẽ chấp nhận bởi vì ông đại sứ Ukraine, Trung Quốc cũng bị đầu tiên muốn chết hơn 2 năm nay không có người thay thế. Ờ, nhưng mà trong chuyện này thì chúng ta thấy một cái điều mà phương Tây họ chờ đợi đó là cái sự chỉ trích của ông Tổng Cận Bình đối với ông Putin cho đến giờ phút này ông chưa làm. À, mặc dù ông thành công trong cái chuyện mang lại hòa bình hay là ít nhất là cái sự bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Iran và Saudi Arabia nhưng mà cái đó nó, nó không phức tạp bằng cái này bởi cái này nó dính các siêu cường trong đây và cái chính là sáng năm nay thì chưa thấy Mỹ phản ứng gì về chuyện này à, Mỹ đương nhiên đóng vai trò quan trọng ở trong đây và tiếp tục gây áp lực với lại Trung Quốc không trực tiếp nhưng mà gián tiếp qua những cái hành động cấm vận về thương mại đồng thời mỹ đẩy cái hồ sơ đài loan lên rất là cao và cả cái hồ sơ của biển đông nữa qua những cái chuyện là ủng hộ đài loan viện trợ cho philippines tùm lum và sáng ngày hôm nay quý vị coi chương trình fbtn một lần Nguyên gặp cả tổng thống nam hàn và dự định là đưa cái là tàu ngầm nguyên tử vào nam hàn không những là để ranh đe cái Bắc Hàn mà đồng thời cũng cho Trung Quốc biết luôn là chúng tôi có đồ chơi khắp nơi cái chuyện mà hàng, người, tàu ngầm nguyên tử của Mỹ cái vừa mon vừa biết gì đó đến Nam Hàn mà bảo chống Bắc Hàn là cái trò gọi là gọi là gì ừ, gọi là, là gọi là gọi là gì Dương Đông kích Tây thực ra là chúng tôi canh Đài Loan Trung Quốc biết không biết sẽ biết nội dung biết của làm Trung Quốc biết đó thì ông tập cận bình bây giờ cũng đang tìm cách để mà làm sao giảm cái này thì nếu mà nhìn đi nhìn lại vị thấy là ông tập cận bình gọi nói chuyện ông zelensky chỉ là động tác giả thôi cái đó là cái chính là ông tập cận bình muốn gửi một thông điệp cho ông mỹ biết là à chúng tôi cũng đang cố gắng ông mỹ thì muốn ông trung quốc là đừng ủng hộ putin nữa nhưng mà không dễ ông tập cận bình viên đã ủng hộ thì không thể lui lại được thì ông đồng hộ ông tập cận bình đang tìm cách là vẫn tiếp tục ủng hộ putin và làm hài lòng mỹ bằng cách nào đó ta chưa biết bởi vì mỹ bị ép ép tập cận bình dữ lắm ép dữ lắm mặc dù trung quốc thì cường tới bến làm đủ trò ấy, nhưng mà thực sự trong thâm tâm nếu chuyện này cứ tiếp tục xảy ra chúng ta cận bình không thể nào đạt được ước mơ mà đưa trung quốc trở thành cường quốc trên thế giới cho nên phải tìm cách làm sao giảm được cái áp lực của mỹ thì lúc đó ông Tập Cận Bình mới thành công Nhưng mà giảm áp lực bằng cách nào mình chưa thấy Đây mới chỉ là chém gió với nhau thôi Chúng ta sẽ phải chờ trong những ngày tới Trung Quốc làm cái gì Mỹ phản ứng như thế nào Nói chung lại Mỹ với Trung Quốc mà căng thẳng thì khó lòng có một giải pháp cho Ukraine Chỉ trừ khi nào Mỹ với Trung Quốc giảm bớt căng thẳng Thì mới hy vọng có một giải pháp cho Ukraine Mà giải pháp cho Ukraine có là gì Ông Trung Quốc áp lực lại ông Nga nó đó, lúc đầu đó nga mới mới chịu có cái giải pháp, còn với ông Trung Quốc mà còn ủng hộ ông nga thì khó lắm, đó là chúng ta thấy cái điều đó, thưa anh. Bằng... <laughs> Tình hình thế giới uh, cho chúng ta thấy một cái điều chúng ta nên cần lưu ý, đó là chúng ta nên bỏ cái tính gọi là khinh thị Trung Quốc, có thể chúng ta không thích họ vì cái lịch sử của chúng ta đối đầu Trung Quốc quá nhiều, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận vai trò của Trung Quốc trên trường thế giới, đây hiện tại lúc này đặc biệt trong cuộc chiến Nga và Ukraine. Tiếng nói họ là một cái tiếng nói đáng kể. Và Hoa Kỳ và Âu Châu, họ đã thành công trong cái việc mà giúp cho Kiev trận đứng người Nga. Nhưng cái sự giúp đỡ đó không thể nào tiếp tục kéo dài. Và chúng ta cũng không muốn Hoa, Hoa Kỳ bị trói chân ở một cái mặt trận lớn Ukraine trong khi là đang tìm mở rộng thế lực và ảnh hưởng đến ngăn chặn Trung Quốc ở tại Thái Bình Dương. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Xoáy tin ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình SPTN Morning sáng ngày mai, ngày thứ năm, 27 tây tháng 4.